Con này là Amly 8 trắc nha nè. Mà ban thì nó không chạy nha, giờ cô và cu ro. À. Nó còn nháy 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 nè, nhưng mà nó không có chạy. Cái bị da cu ro rồi đẹp anh. À. Mặt nó mạ chrome đẹp nha, gỗ này, con này của Mỹ vậy nha. Con này là Made in Japan nè. 50W. Cơ cho. Con này có khi chạy sò sét mà cũng nặng anh em, con này 10 kg em, 10 kg này nặng nha. Chứ không có nhẹ xỉn đâu nha. Còn test đài thôi nha, cho cái băng nó bị rồi. Mặt cũng đẹp, mặt chrome. Đó, do gỗ đẹp à. Japan chứ không phải là Tài Quan. Nó phải bổ ích, nó phải có tính giáo dục và nó phải gần gũi với các con.